Tập hụt cả nhà. Cái căng cả nhà. Cái căng này. Đến hả? Wow. Quá trời ơi. Khủng khiếp con lươn luôn cả nhà. Phụ huynh xin chào cả nhà. Đây, tiếp tục hành trình tìm kiếm Hugo cả nhà ơi. Anh này đánh U Minh Thượng tiếp. Tới giờ vẫn còn lạnh. Con lươn đó nha. Đi câu à, bị con lươn ăn con nhái lại đây câu con lươn luôn. Chín được không? Chín đây. Chín đi cả nhà, chín lươn rồi. Bự hơn nữa. Giờ làm sao bắt nữa. Không chuyên nghiệp. Yeah. Bắt con lươn này mới được. Cậu cá lóc dính lươn rồi mới ghê. Nó gậy cứng quá. Ây da. Rút vô hang. Yeah.
Nghỉ cứng rồi cả nhà, nghỉ tuốt ở dưới, tuốt vô hang. Lên cả nhà, đang lên. Không biết bự không mà sao nó dễ cứng quá. Wow, cũng trọng á, bự lắm á, quá bự cả nhà ơi. Trời ơi, bự lắm cả nhà ơi, khủng khiếp con lương luôn rồi. Quá trời ơi, khủng khiếp con lương luôn cả nhà ơi. Con lươn chào bá lửa luôn này cả nhà, hết thòng con lươn rồi. Wow, trời ơi cả nhà, con lươn trời ơi, con lươn chào bá lửa luôn cả nhà ơi. Tới luôn, con lươn này tới số rồi. Ồ, nóng tay luôn nè, bằng nóng tay luôn nè. Cần thử nó được lớn cả nhà ơi. Lệnh hạng em đầu tiên, hu gô lương. Hu gô lương nha. Khủng khiếp không? Lương quá tay con lương. Cần thử nó được lớn cả nhà. Nãy giờ nó ăn mất hết mà ba con nhái mới phát hiện ra nó là con lươn, xong móc con nhái nhỏ vô, gắn cái lưỡi nhỏ vô cầu dính. Thầy cần thử rồi. Trời ơi, 777 gram, khủng khiếp con lươn không. Quá đã. Chạy ngược vô đây sao ta, chạy ngược cho mình. Không dính vô cỏ chạy luôn, tới nãy luôn, ác thiệt chứ. Không. Wow. À, ta u nù. Wow. Thấy ngon quá cả nhà. Không, không dính luôn. Rượt theo ngồi ra. Cá bông. Rượt theo. Rượt
theo ngoài ra có bông. Con tổ dành trời gì mà nó không cắn lớn không. Tấp hụt cả nhà. Kéo tao cái bực cái hụt chết cả trời. Ghê thiệt. Dính này cả nhà. Ăn này, ăn này. Chín trăm bảy mươi gram không được ký nữa, 970 gram. Quên bấm máy tiêu cả nhà, bấm máy rồi quên bấm thêm cái nữa tắt tiêu rồi uống hết biết đóng con cá lên coi lại cái máy chưa bấm đau lòng luôn, bị hoài vụ này luôn. Bấm rồi bấm thêm cái nữa nó tắt tiêu rồi không hay, uống ghê luôn, bấm hơi sướng tay. Đi cái clip mất đi khúc quan trọng đóng cá uống thiệt tình bị hoài vô này luôn thôi. Đến hàng. Wow. Đến hàng. Con này khoảng 9 lạng. Con câu về cả nhà ơi. Tối rồi. 6 giờ rồi. Hết thấy đường. Rồi đây cũng tạm ổn rồi.
hôm nay quay con lươn siêu to khổng lồ nha. Đây con lươn chà má lửa luôn, tắm tắm lạng bách hồng, một em cá lóc đen thui, còn này cũng 7-8 lạng, thêm một con. Ba em cá lóc, một em lươn. Để nâng cao chất lượng của lưới câu thì lưới câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành giam nó cả nhà, giam qua nhiệt cho nó cứng lại, tăng độ cứng của lưới câu lên. Đây, đưa vô lò giam, đây giam một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên, rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Tiếp trên anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa giam, lưỡi đã giam, cái chưa giam này nghe âm thanh này. Lưỡi đã giam đây này, nghe âm thanh này rất cứng nha. Đây mẫu sau khi giam nó có màu hơi vàng vàng. Cái bọc không có đẹp, hai ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1.5 lạng cho tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng và bén.